Hello các bạn, mình là Thảo Săn đây. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Thật ra cũng không đặc biệt lắm đâu. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến gặp một idol giới trẻ. Bạn nói gì cơ? Lisa Blackpink á? No no. Hả? Cái gì vậy? Chắc hoa hải đường. Càng không luôn nha. Đó là một idol giới trẻ khác. Mà bạn ấy đang cầm một chiếc điện thoại. Mà theo mình là thời gian tới thì chiếc điện thoại này chắc chắn sẽ rất là hot luôn. Và bây giờ sẵn sàng chưa? Đi cùng mình nha. Let's go. Hai anh em xin được tự giới thiệu. Em là một phóng viên vô danh á. Em được lệnh đến để tóm đọc. Nhưng mà em xin lỗi. Đến để kiểu như là phỏng vấn cũng như là giải đáp những thắc mắc của fan anh về anh á. Anh sẵn sàng không nhờ? Tôi thì luôn rất là sẵn sàng cho những cái cuộc phỏng vấn như thế này. Okay. Mà dù ngoài kia này đang có rất là nhiều em gái chờ tôi. Được biết á là vài ngày trước anh có đăng trên trang cá nhân của mình á một cái hình ảnh về chiếc điện thoại này nè, cùng theo caption than thở ấy. Ý là nó mỏng như là sắp tiền của anh vậy đó. Không biết nó như thế nào mà anh lại chia sẻ như vậy nhờ? Chị không biết à? Đây là con Vivo V20 nhá. Cái phiên bản màu tôi đang cầm là phiên bản màu Sunset Melody. Là sao? Tức là giai điệu hoàng hôn ấy. Và con máy này có thể coi là một chiếc máy rất là mỏng trong phân khúc, với cái độ mỏng chỉ là 7,48mm thôi đấy. Và nếu để có một thứ khác để so sánh ngoài cái sắp tiền cuối tháng của tôi mà hồi nãy chị đề cập ấy, thì tôi nghĩ chắc nó cũng sẽ mỏng và ngọt như môi chị ấy nhỉ. Thử chưa mà biết ngọt nha. À đấy, thì, mỏng ngọt thế tôi thử quá nha. Quạt. Câu hỏi thứ hai á, em muốn hỏi idol đó chính là thiết kế này, màu sắc thấy cũng ok đó, thì cũng muốn anh chia sẻ một chút xíu về thiết kế. Chị không những có một cái đôi môi mỏng và ngọt đấy, và bên cạnh đó cũng lại có một cái đôi mắt cũng phải coi tinh ý đấy. Thì con này cụ thể thì cái màu sắc tôi đang cầm á, như hồi nãy tôi đã bảo rồi, đây là phiên bản màu Sunset Melody hay còn gọi là giai điệu hoàng hôn. Màu sắc con này thì nghiêng sang ở những cái góc độ khác nhau, thì chị có thể thấy này, nó có rất rất là nhiều những cái biến đổi màu sắc khác ánh lên cực kỳ là đẹp. Ngoài ra thì con này cũng có một cái phiên bản màu sắc khác với cái tên đó chính là Dạ Khúc Jazz. Con đó tôi không có ở đây cho nên là rất là tiếc bởi vì không chia sẻ được cho chị và cũng như là các bạn đây. Nhưng mà ngoài ra nha, thì con này cũng có một cái điểm nữa mà tôi rất là thích, đó chính là nó được sử dụng cái phần chất liệu của mặt lưng, đó chính là phần chất liệu kính, và nó được làm mờ như thế này, sờ vào thì rất là mịn và sướng và đem lại cái vẻ rất là cao cấp. Mà dù con này nhá, theo như tôi dự đoán thì nó sẽ phải vào tầm 8-9 triệu vậy. Wow, giá ngon vậy cơ. Đúng, ngon mà. Nhưng mà có một cái điểm lưu ý cho các bạn nha, cũng như là các bạn đang xem video này, thì con này cầm nó sẽ hơi trơn một chút. Cho nên các bạn nhớ đeo ốp vào khi sử dụng thì như thế sẽ tốt hơn rất là nhiều. Lúc mà em đến gặp anh á thì thấy nó cầm máy dơ dơ rồi nè, kiểu đang selfie á. Thế là camera của nó cũng phải xịn sò lắm nhờ. Ây à, chị lại có đôi mắt tinh ý đấy. Nhưng mà hồi nãy tôi không selfie chị ơi. Hồi nãy là tôi cầm kiểu khoe rồi cho bạn bè, kiểu bạn nhân thiên hạ thấy tôi là có máy đẹp thôi. Khoe máy mình có điện thoại thì... Đúng rồi. Quạt. Nhưng mà thôi, sẵn chị hỏi camera thì camera selfie con này sẽ là một cái điểm rất là đặc biệt. Và tôi cũng là rất là thích ở con Vivo 20 này. Bởi vì camera selfie của nó có độ phân giải là 44MP này. Một cái độ phân giải có thể coi rất là cao. Và bên cạnh đó thì nó cũng đi kèm với một cái công nghệ, đó chính là tự động lấy nét theo mắt khi selfie. Là sao nhỉ? Chị tự không biết gì ạ? Chị không nghe qua câu con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là có vẻ như tâm hồn của chị không được to và rộng đấy. Quạt. Nhưng mà thôi, thì cụ thể thì về cái tính năng này á, thì nó sẽ giúp cho chị và cũng như là các bạn có thể lấy nét được một cách chính xác hơn. Dù là những tình huống chụp xa, gần hay là chụp tĩnh động, chụp sáng tối, thì tính năng này đều có thể nhận diện và tracking theo mắt rất là tốt. Ngoài ra thì camera trước của con V20 này nha, thì nó cũng có thêm một vài những cái tính năng khác thấy rất là hay ho, như là camera selfie siêu chụp đêm này, rồi selfie ổn định khuôn mặt, rồi quay selfie 4K, rồi quay video hiển thị kép các thứ. Nói chung là có rất là nhiều những cái tính năng mà tôi thấy rất là hay ở con này. Tôi thì tôi có một người chị nhìn trông cũng giống chị ấy, nhưng mà không biết tôi không biết có phải song sinh không, nhưng mà tôi có nhờ người chị đấy của tôi test thử những cái tính năng trên, thì đây tôi sẽ show cho chị và các bạn coi nha. Hiện tại mình đang ở Game Giác. Mình đang khoe điện thoại Vivo nè. Chút xíu nữa là xong rồi. Hôm nay trời rất là nắng luôn. Mà còn một cái điểm nữa mà tôi suýt nữa quên, bởi vì nói camera mãi mê nhiều quá. Đấy. Camera đó chính là cái gì? Ui, đúng là chị này có một cái tinh thần. Tôi là tôi thấy tâm hồn của chị có vẻ to lên được xíu đấy. Đó chính là về cái camera con này này. Camera sau con này thì nó rất là đẹp. Bởi vì cái cụm camera này, cái thiết kế của nó rất là giống với con Vivo X50 Pro. Tôi đang xài đó luôn đó. À thế à? Nói chung là nó thiết kế như vậy thì nó đem lại hơi hướng rất là cao cấp. Mặc dù cái phân khúc như hồi nãy tôi dự đoán thì chỉ là 8-9 triệu mà thôi.
Đó, nhưng mà với camera sau này thì tôi cũng có chụp nhanh qua một vài tấm hình với camera sau của nó, thì tôi thấy chất lượng cho ở điều kiện đủ sáng thì cũng rất là ok. Với việc đó chính là chi tiết tốt này, cũng như là tách bạch màu sắc lên thì hơi có phần nịnh mắt nhẹ. Nói chung thì về những cái trải nghiệm nhanh này thì tôi thấy như vậy là quá là ngon cho camera sau của con Vivo V20 này rồi. Nói về bên ngoài không, không nói bên trong hơi kỳ nha. Ý của em là hiệu năng đó. À sẵn thế à? Chia sẻ luôn đi. Ok, thì cơ bản hiệu năng của con này thì tôi thấy là nó cũng đem lại một cái gì đó cho tôi khá là thích thú với nó. Bởi vì nó đang sử dụng con chip đó chính là Snapdragon 720G này. Và mức RAM của nó thì sẽ là 8GB và bộ nhớ trong của nó sẽ là 128GB. À mà còn một cái điểm quan trọng nữa ở đây ấy, mấu chốt luôn, là con này đang sử dụng Android 11. Nên những cái cử chỉ animation khi mà tôi vuốt lên chị, à nhầm, ý tôi là vuốt trên cái điện thoại này ấy, thì nó rất là mượt, kết hợp với một cái màn hình đẹp như vậy nữa thì có gì để chê đúng không? Và bên cạnh đó nha, thì pin tôi cũng nói luôn là con Vivo V20 này nó có một cái dung lượng pin là 4000mAh, có thể coi khá là ổn vì nó phải hy sinh một chút để đổi lại cái thiết kế của nó mỏng mà. Đấy, nhưng mà bên cạnh đó bù lại nha, con này thì được cái là nó có công suất sạc lên đến là 33W. Nó có thể sạc được 65% chỉ trong vòng 30 phút. Nên nhìn chung cái này tôi thấy cũng đã rất là ok rồi. Các bạn ơi, đúng là idol giới trẻ vừa có tầm vừa có tâm. Không biết anh còn gì chia sẻ với các bạn không nhờ? À, vâng, tôi là một con người thành công thì tất nhiên là tôi sẽ chia sẻ như thế này thôi. Các bạn có nên mua cái này đi. Đấy, bởi vì nó có được những cái thứ mà tôi thấy nó rất là đẹp, như là về phần thiết kế của nó, được sử dụng nó chính là chất liệu mà lưng kính này, rồi còn làm mờ mờ nữa thì cũng rất là ngon. Và bên cạnh đó thì cái cách thiết kế camera sau của nó cũng rất là cao cấp. Đặc biệt là nó chỉ có cái độ mỏng là 7,48mm thôi, mỏng hơn nhiều so với những cái sản phẩm khác trong cùng phân khúc. Cũng như là những gì mà nó mang lại như là Android 11, rồi camera, rồi hiệu năng đều đáp ứng rất là tốt. Bên cạnh đó thì các bạn cũng đừng quên là hiện tại sản phẩm này đang cho pre-order cùng quà tặng, đó chính là một chiếc tai nghe True Wireless giảm 500k vào giá bán của chiếc máy này nữa thì cũng rất ok mà đúng không? Đấy. Nói chung là hôm nay gặp giá trẻ, idol giá trẻ thì rất là vui. Vâng, vui chứ ạ. Tôi được gặp chị tôi cũng thấy vui đấy. Tôi thấy là chiếc máy này vừa ngọt vừa ngon với môi tôi vậy. Đúng, tâm hồn chị có vẻ cũng bắt đầu to lên được xíu rồi đấy. Rồi, okay. Và mong là các bạn sẽ thích video này của mình. Thì bên cạnh đó nếu như thích chiếc máy này, cũng hãy nhấn like, share và subscribe cho channel của Gen Z. Mình là Gà, hẹn gặp lại mọi người bên... À ý mình là hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.